Rồi hôm nay trong cái khu community nhà mình có cái event là cho tham quan ăn uống chơi game trúng quà. Đây là căn nhà mà neighbor kế bên nhà mình. Bây giờ mình đang muốn quay để cho ba mẹ hay là anh em bạn bè ai muốn mua kế ở kế bên nhà mình thì vô coi. Rồi cửa sổ rất là đẹp nha. Ok lấy lát mình quay. Rồi đây là cái hallway khá rộng rãi nha. Hôm nay là người ta mới trưng bày đồ lên furnish. Hôm bữa là chưa có nên mình chưa có quay. Khá là đông người đi vô coi. Hai ceiling này chắc cũng khoảng 12 feet ceiling. Oh sorry. Cái phòng ngủ đầu tiên. Cửa sổ rất là dễ thương. Có một cái closet ở đây. The bathroom. Yeah, thank you. And the bathroom here. One full bath. Nhà này có tổng cộng là 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và một cái phòng office. Đây là một phòng office. Nếu các bạn mua cái có optional, các bạn làm thành phòng ngủ cũng được. Bỏ thêm khoảng 50 ngàn đó là làm thành phòng ngủ. Rồi qua bên đây là cái phòng giặt đồ, ngoài đó là garage. Bên đây thêm một cái phòng nhà tắm nữa, có thể xài chung với khách. Nếu khách khứa lại chơi. Không rộng rãi. Ngăn ra hai bên. Cái này có cái linen closet. Để khăn. Đây thêm một cái phòng ngủ nữa. Closet ở đây. Đó. Rồi, bên đây là kitchen. Kitchen phòng khách. Nó có cover patio cũng khá rộng rãi. Phía sau đó thấy không? Bạn nói xanh không? Nó là cho bãi biển nhân tạo đang chuẩn bị xây. Khoảng tháng 5 tháng 6 là sau. Rồi, bếp ở đây. Bên đây là pantry. Cái điều thích ở căn nhà này là mình thấy cái bếp bên đây, cái sink bên đó. Như là châu Á mình không thích kiểu mà hai cái đối diện nhau đó. Thì nhà này rất là hợp lý. Ok. Rồi, đây là phòng master bedroom. Rất là dễ thương. Căn nhà này khoảng 320 ngàn thôi à. Master bedroom. Neighbor. Nhà tắm, có bồn tắm. Có hai cái sink. Có thể làm makeup ở đây nếu mà để như đây. Có phòng shower, hai cái closet luôn nha. Cái walk-in closet nha. Khá dài. Đây, để quay một vòng. Khá rộng rãi. Oh, này không phải closet mà này là cái toilet. Ok. Phòng master gì dễ thương, ánh nắng chói chang vô. Rồi bây giờ mình đi ra khỏi ngôi nhà này rất là dễ thương. 320 ngàn thôi, sẽ thành hàng sớm của mình. Ok, bye mọi người.